Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay mình xin làm cái video mình vừa vít cái cây hoa giấy này của mình. Vít mầm các bạn ạ. Cây hoa giấy này của mình cây khủng nhá. Cây to lắm. Nếu mà mình không làm dàn xong là buộc tay tán lung theo dàn mà mình chơi cái phương pháp gọi là cắt giật như kiểu dạng cây bonsai ấy. Đấy. Hiện tại là hôm nay trời mưa nhưng buổi sáng này, cả buổi sáng này mình ở nhà mình vít bằng dây nhá. Bây giờ bắt đầu mới xong đấy. Giờ mới xong thì quay cái video này cho các bạn xem. Đấy. Cây hoa giấy này đã ra hoa rồi, đã từ lúc trồng mình đã làm video. Đến bây giờ mình vẫn tiếp tục. Đấy. Vừa rồi mới cắt các bạn ạ. Mới cắt được tháng rưỡi gì đấy. Thì nó đã ra được tương đối nhiều lộc. Khi mình cắt giật ý, thì mình cắt xong thì mình cắt ở cái thời điểm thời tiết nó còn ấm và có mưa. Để cho nó mát, nó dễ ra mầm. Thì sau khi nó nảy mầm rồi thì mình sẽ tiến hành là xem các cái cành tay nào mà định hình tốt làm tay thì mình để mình nuôi và mình kéo vít bay ngang nó ra. Thế còn những cái cành nào mầm nào mà nó lên ở những cái vị trí nó không hợp lý, bố cục nó không được hợp lý thì mình cắt bỏ. Phần lớn các cái cây hoa giấy thì cành hoa mầm hoa giấy nó hay phóng thẳng lên, mầm nó ra cái là nó phóng thẳng lên, thế cho nên là nhìn cây rất là xấu, rất là khó làm sau này. Thế nên mình sẽ muốn cho nó một cái cây nó mặc dù chơi tán ô thôi nhưng mà nó cũng phải có những cái đường uyển chuyển rích rắc ở trong phần thân, phần cành thì sau này nó mới đẹp được. Đấy. Đấy nha. Các bạn nhìn thấy chưa? Dây đấy, những cái dây đỏ đỏ đấy buộc đấy, dây buộc vít. Có những cành nó ở ngoài nó không vít được, vít bay ra ngoài thì phải buộc ra những cái cây ở bên cạnh. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Cái hoa giấy này thì khi mà mầm hoa này thì hầu như là cứ vít chỉ khoảng 2 đêm thôi là nó đã định hình theo cái ý của mình rồi. Rất là hay. Chứ không thể nào uốn được các bạn nhé. Uốn khó lắm, uốn nó gãy ngay. Uốn cái cành này nó non gãy ngay. Đến mình thì cứ khoảng một tuần mình về mình lại nhìn thấy ngứa ngứa mắt thì mình lại vít phát. Đấy. Chủ yếu là vít bay ngang thôi các bạn. Cứ vít các cái tay này, các cái tay nó bay ngang hết ra. Thế còn sau này tính sau. Đấy. Xong là sau khi nó có hình thành được cái những cái đường nét rồi thì xong bắt đầu mình sẽ nuôi tay, nuôi các cái gì, cành lên thẳng nó đơn giản hơn. Đấy các bạn nhìn này. Đấy buộc dây. Dây nhằng nhịt luôn nhá. Dây nhằng nhịt luôn nhưng mà thực sự là nó có nét của nó đấy các bạn ạ. Đấy. Mình kéo các cái mầm nó bay ngang qua. Đây này. Có những cái mầm nó mọc lung tung hết. Đấy mình phải kéo để cho nó vào vị trí của nó. Không biết mọi người làm thế nào chứ mình tự cái nghĩ ra cái cách làm này thấy nó cũng rất là đẹp. Ít nhất là có một cái cây có cái bông tay nó rích rắc. Sau này để nuôi vài tháng xong rồi tất cả những cái tay này nó già nó to lên bắt đầu mình sẽ lại cắt tiếp, cái cắt giật phát nữa. Đấy, cắt giật nó ra mầm xong lại kéo bay tiếp. Nói chung là làm rất nhiều lần. Lần này là lần thứ mấy rồi đây? Lần thứ cắt giật thì lần thứ hai, thứ ba. Thế còn mỗi lần cắt xong này vít cái mầm này nó phải vài lần. Đây, trèo lên cho các bạn xem nhá. Đấy.
Đây là một cái tay bay này của mình này. Nếu bình thường là trước là cái mầm nó cứ lên thẳng hết này nhé các bạn nhé, lên thẳng hết. Thế nên mình phải kéo ngang và kéo chia đều nó ra, chia đều các bên. Thế xong nó hình thành như thế này rồi cái bắt đầu mình nuôi mầm nó lên thì làm bông rất là đẹp, rất là nhanh. Đấy. Đây các bạn này. Cái thằng này nó cũng thế này. Kéo ra nó mới được ngoằn nghèo này. Cứ mỗi lần lại kéo một tí. Đấy các bạn vừa nhìn thấy này, vừa kéo lúc sáng và cái ngọn nó thẳng ra, bây giờ nó lại vống lên rồi này. Đấy, hoa giấy nó thế mà. Hoa giấy mẹ nó thế là nó thượng lên ngay. Vít xuống cái là cái mầm nó lại thượng lên. Rất là nhanh. Buồn cười. Đây này. Đấy, đằng sau này là đang thiếu tay nên nó phải nuôi một loạt bay ra. Đấy. Hoa giấy cũng tương đối ổn. Đấy, tác phẩm mình tự sáng tác, tự làm, tự sáng tác, tự nghiên cứu và học hỏi của mọi người. Chủ yếu là học ở trên mạng thôi chứ không có thời gian đi đến các nhà vườn đâu. Học ở trên mạng và ngắm các nhiều cây thì thấy nó đẹp đẹp thì mình làm theo, bắt chước làm theo thôi. Còn chả biết nào. Hy vọng là nó sẽ tốt. Quay cái video gọi là làm chút, để chút kỷ niệm để sau này up lên YouTube mọi người cùng xem. Và để sau này khi mà cái cây nó hình thành rồi ấy, thành cây cây đẹp rồi ấy, thì nhìn lại cái quá khứ, cái quãng thời gian mà mất công làm, tốn bao nhiêu công sức làm như thế nào. Đấy, vít như thế nào. Đấy các bạn nhìn này. Đây, mình phải vít cái dây thép này, từ đây lên lên trên này. Tức mình không trèo lên trên nhưng mà mình cứ cái dây thép này mỏng mềm ấy. Thế mình đẩy lên trên xong mình móc nó vào, xong rồi mình vít nó ra, xong móc mình móc xuống dưới. Đấy, thế là nó vít thành, nó vít ngang. Đấy, cái phần ngọn kia ở đấy. Đó. Thế là làm cứ dần dần ấy, túc tắc. Hy vọng là khoảng vài lần làm như thế này nó thành một cái tác phẩm đẹp. Đấy, bây giờ các bạn nhìn thấy chưa? Cắt như vít. Rất là tốn công đấy mọi người. Thôi, video mình xin dừng ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Mọi người nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn rất nhiều.